Thưa quý vị, Jennifer Lawrence vừa được xếp hạng là ngôi sao điện ảnh giá trị nhất năm nay. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp cô đoạt danh hiệu này. Điều bất ngờ là cặp siêu sao Angelina Jolie và Brad Pitt đã rơi khỏi top 10, trong khi diễn viên Chris Pratt trong Jurassic World lại thăng, tăng hạng đáng kể. Jennifer Lawrence, 25 tuổi, từng đoạt giải Oscar, diễn viên xuất sắc với phim Silver Lining Playbook và nổi danh với loạt phim The Hunger Games, đã dẫn đầu danh sách bình chọn của các biên tập viên văn hóa giải trí cho webvoter.com. Trước đó, tạp chí Forbes cũng đã gọi tên Lawrence là nghệ sĩ được trả thù lao cao nhất trong năm ngoái, với khoản tiền kiếm được ước tính khoảng 52 triệu đô la. Vị trí thứ hai và thứ ba lần lượt thuộc về hai gương mặt quen thuộc là người sắc Robert Downey Jr. và chàng Jack của Titanic Leonardo DiCaprio. Angelina Jolie đã rớt từ vị trí thứ 6 của năm ngoái xuống vị trí thứ 17 trong năm nay, nhưng cô là dẫn đầu danh sách ngôi sao được bàn luận nhiều nhất trên các mạng xã hội. Chồng của Jolie là Brad Pitt cũng rớt từ thứ 9 xuống thứ 16. Trong khi đó, nam diễn viên Chris Pratt, 36 tuổi, trong hai bộ phim bom tấn là Jurassic World và Guardian of the Galaxy đã thăng hạng đáng kể từ vị trí 57 lên 11 diễn viên đạo diễn nhà sản xuất Ben Affleck, nam diễn viên Joaquin Phoenix và diễn viên hài Amy Summer là ba cái tên dẫn đầu danh sách các nghệ sĩ được kính trọng nhất.